Chồng ơi. Sao vậy? Chồng ơi, em đau bụng quá. Chắc em bắt đẻ chồng ơi. Đủ ngày đủ tháng chưa? Đủ rồi. Rồi bây giờ đi đẻ. Không. Sao vậy? Không được đẻ. Sao vậy? Đủ ngày đủ tháng phải sanh. Không có sanh được. Trời ơi, bây giờ gọi bà mụ về nha. Không luôn chủ. Sao vậy? Rồi giờ sao? Cô ơi, miền Trung đang bão lụt. Mà bây giờ con mà chào đời mẹ mà đẻ con ra là tụi nó chửi chết mẹ luôn. Trời, tự nhiên sao lại chửi? Tụi mày mất dạy vừa thôi. Trời ơi, tới giờ tới khắc thì tao phải đẻ. Không lẽ bây giờ tao đẻ rồi trời ơi tao nhét con tao vô để tao cho miền Trung lũ lụt xong rồi tao mới đẻ nó ra hả? Trời ơi, tụi mày ác vừa phải thôi. Dạ. Coi chui vô mày ra. Chui. Trời ơi, coi đừng có chui ra. Trời ơi, bây giờ mà con mà chui ra là tụi nó chửi chết. Tụi nó nói là miền Trung lũ lụt mà tại sao mẹ đi đẻ? Trời ơi, ôi đau quá. Tụi bay ác vừa phải thôi. Trời ơi, cái đẻ là cái thiêng liêng. Tao muốn đẻ, tới giờ tao đẻ là tao phải đẻ. Mắc cái gì tao phải chừa, mắc cái gì tao phải chờ hả? Mấy con mất dạy rồi hả? Tao đẻ không được rồi tụi bay có đỡ giùm tao không, hay là tụi bay có đẻ giùm tao không hả? Trời ơi, đi đẻ chồng ơi, trời mẹ nó đứa nào nói đây, gì đâu đây, trời đây, mẹ đây. Ui, đau bụng quá chồng ơi.